Chào chị cầu nhá. Mến chào toàn thể cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh của Còi La Lim. Đây, cô bác ơi, ngày nay thì chúng em tiếp tục là quay trở lại với lại nhà của vợ chồng trẻ anh Quả với lại chị cầu. Nên lý do ngày hôm nay là bên trên nhà anh Phủ ấy thì chưa có vào nhà mới được, vì hôm nay là vợ chồng em Còi là nhà có công việc ý, không có thể nào mà vắng nhà được, nên là nay lên thăm nhà chị cầu anh Quả. Em mai mới vào nhà mới nhà anh Phủ ạ. Đây hôm nay thì mua 5 cân thịt cho gia đình nhà anh Quả. Đấy, cái này là của cô Mi Hạnh và chú Dũng ở bên Mỹ. Đây là có gửi đấy ạ. Tại vì hôm trước là em chưa đi chợ mua được. Hôm nay mua thịt cho gia đình. Anh Thành hôm nay là mất giọng rồi, hôm qua thức đêm không nói được. Đây chị lên mua 5 cân thịt. 5 cân thịt lợn cho gia đình nhà mình nhá. Quả cô chú cho téc ấy, cô Hạnh và chú Dũng này. Em còn nhớ tên không? Hả? Vẫn nhớ tên không chú ạ? Dũng và chú Hạnh đúng không? Cái gà với téc là cô chú mua cho ấy. Thịt lợn thế. Mua 5 cân thịt. Cả thịt lợn. Cả thịt lợn có lại thịt mỡ. Em mua phần mông. Cầm đi. Cầm vào xong rồi làm sấy đi nhỉ, sấy. Chị ướp sấy đi. Biết ướp sấy không? Đấy, chị cầu là cảm ơn cô chú. Anh Quả đâu rồi? Hả? À, anh Quả đi sát gạo á. Vậy đi hôm nay không làm gì à? Đi mượn sát gạo thế à? Quả nó đi làm cái ruộng mạ. À, làm ruộng mạ. Em bé ốm à? Sao lại? Em bé nôn. Em bé bị nôn á? Sao lại bị nôn? Chắc lạnh quá hay như nào? Không biết, nó sinh ra nó cũng nó đã nôn như thế. À, nó hay bị chớ á? À. Sao không đi khám? Em có giấy khai sinh không đi. Bây giờ em chưa làm giấy kết hôn. À, nhà hai vợ chồng đều đủ tuổi hết rồi đúng không? Đấy, nhiều cô bác là cứ tưởng là anh Quả lại chị cầu là chưa đủ 18, nhưng mà hai vợ chồng là đều đã đủ tuổi kết hôn rồi nhá. Đi đăng ký. Nhưng mà căn cước chưa về chưa làm được. Cái gì mình đi khám ngoại cũng được. Con gà nó còn sống không chị? À, này. Này thả hết ra rồi à? Nó đâu hết rồi? À, nó đi chơi rồi. Được rồi, em mau vào nhà đi. Thôi, ướp muối. Đứa con đâu rồi? Đi học. Hôm nay là ngày trong tuần mà. Thì hôm nay anh Quả là đi làm ruộng mạ. Nên vừa đi sát vào thóc. Ô, chị làm thịt luôn đi. Ngày sáng nay thì em có anh Thành là đi chợ sớm để mua thịt. Em sẽ cất vào trong ngăn mát của tủ lạnh chiều thì mới lên được. Mình ăn một ít thôi, mình sấy mình không có tủ lạnh này ăn. Mình mới giữ được thịt. Bây giờ em xin thủ, em ướp. Thì nó trồng về thì bà chồng trao cho. Đây là cái gác sấy đây à. Mọi năm nhà cũng vẫn có thịt để sấy chứ. Nhà anh Quả là có đi nghiền ngô để mà cho con gà ăn đấy ạ. À đâu, chưa thả gà chứ hay đã thả rồi? Thả rồi.
Được con con này. Được 2 con đấy. Mấy hôm trước mà trên chúng em là trời mưa liên tục, may quá ngày hôm nay là có một tí ánh nắng của mặt trời rồi. Tối hôm trước là do trời tối nên là chưa có làm xong cái này. Nay chúng em quay trở lại thì vợ chồng anh Quả đã làm xong cái này rồi đấy ạ. Đấy. Anh Quả là chát cả cái chân téc này. Cái lại đổ cái đáy này. Vâng. Đấy, như này là mở nước vào téc này. Cứng chưa anh? Hả? Cái này cứng chưa? Cứng rồi, cho nước vào này. Đấy, này là nước đang vào téc này. Cái chỗ củi này thì sấy thịt thích nhất rồi nhỉ, chị Cầu nhỉ. Nhiều này. Này là mấy hôm trước đi lấy đây à? Ừ, thế mà mấy hôm trước đi lấy, vẫn mưa, vẫn chưa đi chợ về. À, vẫn chưa đi chợ về. Tại mưa đường trơn. Chị làm cái này để làm cái xiên sấy thịt này á? Bây giờ là bắt đầu buổi chiều chiều, là các em học sinh là tan học về. Đây, em bé của nhà anh Quả đây ạ. Úi trời, đang xách dép chạy về nhà. Chào cô chưa nhỉ? Đây mặc áo ấm đi học. Có cần đã lỏ đó. Anh Quả đi sát thóc về ở đây. Đấy, tối nay em bé có thịt ăn cơm rồi nhá. Anh Quả đi làm ruộng mà ở tận đâu? Ngay đây thôi mà. À, ngay bên này bằng bằng né. À. Tầm bây giờ chiều chiều là con gà bắt đầu về ăn rồi đấy. Ừ. Vâng. Nó ăn tốt không em? Nó mới ăn này. Vâng. Đây một ngày nó ăn nhiều lắm. Ừ. Một bữa. Mình chỉ cho sáng với chiều thôi em ạ. Ở đâu mình thả ra? Cho sáng với chiều thôi, cứ như kiểu gà ta của mình thôi mà phải huấn luyện nó thôi. Huấn luyện nó ăn như kiểu gà ta ấy. Không, cho vừa thôi, đừng cho bao nhiêu, ăn hết bao nhiêu, nó đi vệ sinh hết mà. Ừ.
thôi bỏ ra ngoài, bỏ ra ngoài. Đừng đến mà. Đúng rồi. Đâu rồi, tập đấy thôi. Ý thôi. Tập cho nó ăn dần cái ngô hạt. Đấy em gà nó nhặt gà. Nó vẫn nhặt ngô đấy. Nó vẫn ăn gà đấy. Thấy chưa? Mỗi lần nó chỉ ăn một ít vì nó chưa quen đấy. Chị lấy cái chậu ra đây. Sao thái thì sao cho cái chậu luôn. Tuổi. Đẹp quá tụi. Đẹp quá. Hả? Cái này tí cắt tí này. Này. Thế hai vợ chồng đã làm đám cưới chưa? Chưa. À. Đứa anh chưa đám cưới. Ừ. Người mong mình đa phần là khi đủ tuổi thì về ở với nhau, xong là khi nào có tiền mình mới làm đám cưới đúng không? Ừ. Đường nó dưới. Ừ. Kiểu như bố vợ nó bảo nó không, bên nó không ăn nên các tự làm. Ừ. Hai vợ chồng tính bao giờ đám cưới? Nhà mình có thì các chị tự làm, người nhà nó ăn. Ừ. Cái kiểu này làm một bữa cho anh em ăn. Nghĩa nào là mình có điều kiện đó. Ừ. Sao tí mình để lại một miếng tối nay mình ăn để cho nó tươi. Ăn được nhiều vậy được mà. Ừ. Quả cái cắt thịt phết đi nhỉ. Gà. Biết ăn biết đấy. Cái này cắt được không? Cắt đi. Thịt sấy xong là xào ấy lại rau cải mèo thì ngon nhất rồi nhỉ anh nhỉ. Rau cải cái gì xin bố họ ăn. Đâu? Bạn này. Một bữa thì nhà mình sẽ ăn một miếng thịt bằng này á. Ừ. À. Còn ăn nhiều, à, như này là ăn nhiều rồi nhỉ anh nhỉ đúng không? Chắc cái này cả hai đoạn mà. Vâng. Cho nó đỡ dài. Thế một bữa mình sẽ ăn được độ khoảng như đoạn nào anh? Cái đoạn kia. Cái đoạn này xem nào. Thì sẽ ăn thêm một bữa một đoạn thôi. À. Sao mà đủ? Là nhiều nó cũng không ăn hết được đâu mà. À. Lúc thì đứa con đi học thì để ăn cơm nhà mấy. Hai vợ chồng là rất là tiết kiệm. Em bé ạ. Tối nay có thịt ăn rồi nhỉ em nhỉ. Bốc đặt cho. Không ướp à? Hả? Không ướp à? Ô. Thế này thôi. Khi nào ăn sẽ bỏ lên vô. Ồ, phải cho muối vào chứ. Phải ướp muối đi sấy thì nó mới gây không thối chứ. Cho một tí nó mặn quá. Không, anh cho ít nó không mặn đâu, khi anh ăn anh còn phải rửa nữa mà. Lần đầu tiên em thấy mình sấy thịt như này đấy. Thì đa phần là các nhà khác là chúng em đi là mọi người cũng toàn là phải cho muối vào đấy. Muối vào sao ướp. Cho muối vào quá. Anh quá cho muối vào đi. Anh bỏ hẳn nó xuống, bỏ hẳn, bỏ hết ra. Đấy đúng rồi. Xong rồi rắc muối vào. Một thìa nữa. Hai thìa, ba thìa. Ôi được rồi, được rồi, được rồi.
vậy thôi, không sợ mặn. Trộn vào. Tức là mình ăn mình còn mình còn rửa mà. Rửa qua mà. Như chúng em ướp thì chúng em còn cho cả gừng, tỏi, mắm khén này, ớt này. Nó thơm ý. Không cần đâu. Đây là ăn kiểu vùng cao là như này thì sấy xong là mình thích nêm nếm gia vị gì thì mình khác nêm nếm. Còn như nhà em gói sấy này em gói cho cả gia vị vào cho nó thơm. Vậy không để lại túi nen à? Không, trước khi ăn thì lấy mình ăn. À. Ăn thì còn ăn. Nấu cho vợ ăn nhỉ? Vợ con ăn, vợ mới đẻ xong chưa lâu. Con còn nhỏ nữa. Để ăn. Không biết sao mà con nhà chị nó lại bị chớ nhỉ? Chị quả nhà chị cầu nhỉ, nó chớ nhiều không? Nhiều. Hả? Nhiều. Hay nó ăn no quá nên là nó chớ sữa? Không phải đâu, à. Ăn no cũng không no cũng chớ. Thế á? Này lúc vượt đẻ nó đã bị thế rồi. Vậy bác sĩ có bảo gì không? Không. Hay trẻ con vậy nhỉ, hay bị sao nhỉ, hay hay thử lên trạm xem khi nào rối rối nhỉ. Đây, đi đi xem nó như nào. Tại vì ngày trước em bé Đạt nhà em coi là không có bị chớ nên cái này em coi không biết. Này chưa có kinh nghiệm. Nó không bị nặng như con mình. Ừ. Đẹp vậy. Gác nó lên sấy á? Ừ. Em tưởng là treo lên cái chỗ này. Chào đi chào quá, không biết cô đi. Lâu. Chúng ta tụi quần nó còn là cô hả? Hả? Ta tụi khó khó nè. Bộ nè. Bộ nè. Bộ nè. Ta thôi chạy. Đây, đây là món thịt sấy của vợ chồng A Quả. Chặt ở đây. Khua. Lâu có xin mùi giỡn rồi ngay có lá gì? Ôi chuột à? Không ngồi nhưng mà nó khát tự về thôi. Con chuột á? À? Ở đâu? Đâu à? Đâu? Có thấy đâu? Nó đi rồi. Bây giờ thì nó càng ít hơn rồi. Đây rồi, tôi kể nó. Thì bỏ tháp vào như thì càng nhiều chuối hơn đúng không? Ừ. Thịt các bếp nhìn rất là ngon luôn. Đây, có lẽ chú bé bé đây rồi. Ừ. Hey, có nhìn thấy đây không? À, đấy thịt á. À, tối mới ăn nhỉ? Để một miếng ăn rồi. Thì sẽ ăn như thế nào thì ra. Thằng này nó không ăn được bao nhiêu đâu mà. Mụn gà các kiểu cho cái đùi gà nó không ăn đâu. Ừ. Nó ăn cái chân gà thôi. À, thì ăn chân gà. Này, như vậy là chiều nay vợ chồng em gói đã mang thịt lên cho nhà anh Quả rồi. Nãy bây giờ chúng em cũng đi về thôi. Giờ cũng chiều tối rồi. Ngày mai có đi làm gì không? Mai đi cấy tí sắn. À, đi trồng sắn à? Hôm nay thì đi làm ruộng mạ rồi. Đấy, cái này là cái thịt của cô chú ở bên Mỹ đấy nhá. À, cô Mỹ Hạnh và chú Dũng nhá. Ừ.
Nên hôm trước là bọn em bảo là hôm nào mang, hôm nay mang rồi. Đấy, giờ thì chắc là chúng em đi về thôi. Rồi, về nhá. Rồi. Chào anh chị. Ừ, không có gì đâu. Đấy. Bye bye em bé nhá, cô mù cháy đây. Chị cầu ơi, em về đây. Rồi. Hẹn gặp lại quý cô bác ở những nội dung tiếp theo trên kênh Cói Lai.